Dạ, Phú xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì Phú đang ở xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Hôm nay thì Phú sẽ gửi đến cô bác anh chị mình một miếng đất. Đây, đây miếng đất này là cô bác anh chị từ đây dài phía dưới luôn. Có tổng cái diện tích đó là 2.523,6 mét vuông. Đất này thì hiện tại là sổ là đất đất cây lâu năm, đất trồng cây lâu năm, quy hoạch cây lâu năm. Thì miếng đất này là ở đây thì cách cái lộ nhựa là khoảng 200 m, cách lộ đan 3 m là chỉ 70 m. Đường phía trước đây thì hiện tại là cái đường đây là các anh chị là 2 m nè, đó là lộ thông. Rồi cái đất hiện tại đây thì chủ kêu giá là 800 triệu là một công nha cô bác anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ chi tiết, mình sẽ quay chi tiết cái miếng đất cho cả nhà mình xem ha. Hiện tại thì cái miếng đất đầu, cái miếng đầu tiên vào đây á, là chiều rộng của đất là miếng phía trước nè là 5,4 m, 5,4 chiều rộng, còn chiều dài là 40 m. Đây là từ đây nè cả nhà, đây Phú, đây đây cái ranh đây đó, cái ranh từ đây nè và cho đến đây là 5,4 m, rồi chiều rộng ha. Rồi rồi bây giờ miếng đất này nó có cái đây dài của nó nè, dài từ đây xuống dưới kia là 40 m. Rồi từ đây nè cả nhà, nó còn từ đây là đi ra ngoài kia là lộ thông nha cả nhà. Rồi như nãy Phú nói là từ đây nè, từ đây ra ngoài cái lộ đan lớn á, là chỉ 200 m thôi, lộ nhựa là 200 m, còn cái lộ mà đường đan 3 m á, từ đây ra ngoài đó là chỉ 70 m thôi. Nó còn cái lộ đây là lộ thông, hiện tại là 2 m. Rồi bây giờ mình sẽ chi tiết quay cái đất cho cả nhà mình xem ha. Đây cái chi tiết nãy Phú nói là cái gì đó, từ đây nè, từ đây mà dài tới mỹ tú đằng kia luôn đó, tới các con mương nè, con mương đó, chiều rộng của nó như nãy Phú nói là 5,4 m á. Rồi bây giờ mình sẽ tiến thẳng luôn nha. Đất này hiện tại là đất trồng cây lâu năm, đất thành phố Bến Tre mà thuộc xã Phú Hưng. Phú Hưng thì nó cũng hiện tại là nó cũng thuộc vùng ven của thành phố Bến Tre. Đây 5,4 m ha. Rồi từ đây nè, đó, từ trước mà dài tới đây luôn nè cả nhà. Ở trong hiện tại cái đất này hiện tại nó hai sổ nha cả nhà. Đây một sổ là tới đây nè. Rồi đây, đây là cái điểm cuối cùng ha. Đây tới đây nè. Đây miếng đất mình từ đây dài tới đằng kia luôn. Đó. Khu dân cư đây cũng đông lắm cả nhà. Đó rồi. Rồi cái mấy bên đây là nó từ đây nè. Rồi tính từ cái ranh đây. Từ đây nè. Đó từ đây mình dài múc đó phía trên luôn. Đó, như này Phú nói là 5,4 m. Chiều dài là 4 m. Rồi cái đất hiện tại là nó nằm ở hướng bắc nha cả nhà. Nằm hướng bắc ha. Đó từ đây nè. Hướng bắc. Rồi bây giờ mình sẽ qua tới cái miếng thứ hai, hiện tại là nó hai sổ. Rồi cái miếng thứ hai thì từ vị trí này đó mình từ đây nè, qua cây cầu nè. Rồi từ đây, từ đây, từ đây thì hiện tại cái miếng đất sau này là chiều rộng của nó là 48 m, còn cái chiều dài là 63 m. Có nghĩa là từ đây, từ cái trụ ranh này dài tới đằng kia là 48 m. Rồi từ đây dài xuống mấy đằng kia là 63 m nha cả nhà. Đó. Rồi hiện tại thì Phú thấy đất này thì cái miếng thứ nhất gần đây là cũng có được ít cây dừa. Cái miếng thứ hai này thì Phú thấy là hiện tại là cũng có chỉ trồng dừa thôi. Đây đất này là đất thịt luôn nha cả nhà. Đó, đất trồng cây lâu năm đó. Đây có một cánh dừa nè. Mình mua thì nói chung là tổng diện tích như nãy Phú nói là 2.523,6 m². Đây từ đằng kia dài tới đằng đây luôn, để múc tới đằng đây luôn nữa nha, rộng lắm, nó tới 48 m rồi. Cái trụ cái tuốt ở đằng đây nè. Đâu rồi, cái trụ nằm nó mất rồi. Ở đầu khoảng đầu đây nè cả nhà, đầu khoảng đây nha. Đó, dài tới đằng kia luôn.
là 48 mét chiều rộng. Còn cái gì dài là nó tới 63 mét lận, nó rất là dài luôn. Đây thì mình thích hợp cho trồng cây, hoặc là mình về đây mình cất nhà cũng được. Đó. 63 mét thì nó hơi dài nha cả nhà. Giờ mình chỉ quay chi tiết tổng quát thôi nha. Khi nào cô bác anh chị mình thích cái đất này muốn mua thì Phú sẽ dẫn đi xem cho nó rõ hơn. Đó, giờ nó đi xuống dưới tuốt kia nó hơi xa lắm. Từ đây dài dưới đó 63 mét. Qua cây cầu nè. Nhưng mà mua là mới mua hết tổng diện tích luôn nha cả nhà, chứ không thể nào mình mua được một miếng nha. Nếu mà mình mua một miếng này thì cái đất ở trong đây là nó không có đường đi. Mà nghe nói là có đường đi nhưng mà phải đi lọn phía sau với kia kìa, cho nên là mình mua thì mình mua hai miếng luôn nha. Đó, mua hai miếng luôn. Rồi bây giờ Phú sẽ cho bà con mình xem sổ nha. Rồi, cái sổ thứ nhất là tổng diện tích như nãy Phú nói là 308,7 m², chiều rộng là 5,4, chiều dài là 40 m² nha cả nhà. Hình thức sử dụng là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Bây giờ Phú cho cô bác anh chị mình xem cái sổ thứ hai nha. Cái sổ thứ hai thì với cái chiều ngang là 48 m, chiều dài là 63 m, thì tổng diện tích cái thửa thứ hai này là 2214,9 m². Hình thức sử dụng là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm. Đó, rồi thì tổng hai cái miếng đất này là như nãy Phú nói là 2523,6 m². Thì đất này là như nãy Phú nói là đất trồng cây lâu năm, quy hoạch cây lâu năm nha cả nhà. Rồi cái tổng hai miếng đất này thì chủ kêu với cái giá là một công là 85 triệu. Thì tổng hết cái diện tích này là nhân ra là tính ra là nó cũng là chẳng 2 tỷ. Còn thương lượng nha cô bác anh chị. Rồi, cái miếng đất vị trí hồi nãy Phú cũng đã quay đồ đó. Bây giờ mình sẽ đi xe máy, mình chạy ra cái lộ lớn nha cả nhà. Quay cho cô bác anh chị mình xem luôn ha. Rồi, lộ này là lộ 2 m nè. Hiện tại giờ ở đây thì thấy bà con mình là trồng dừa là nhiều. Rồi, ra tới đây là lộ 3 m, chỉ có khoảng 70 m thôi. Đó, rồi bây giờ mình sẽ chạy ra cái lộ lớn luôn nha, lộ nhựa luôn nha. Từ đây ra lộ nhựa thì nó tầm khoảng 200 m. Đây. Hiện tại thì tôi thấy bà con mình cũng cách khoảng thì cũng có nhà nè. Đó, đây tới lộ lớn rồi nè các bạn. Thì cách khoảng 200 m thôi. Lộ nhựa. Rồi tới đây ha. Thì Phú cũng mới chạy ra tới cái lộ nhựa nè cả nhà, chỉ cách là khoảng 200 m thôi. Sẵn đây thì Phú cũng nói luôn là từ cái miếng đất của mình á, mà đi ra tới cái từ đây nè, mình đi thẳng ra luôn là mình đi tới cái chợ dừa là điện máy xanh á, là tầm khoảng 3 đến 4 phút là đi xe máy. Cách trung tâm thành phố Bến Tre là tầm khoảng 5 phút thôi nha cô bác anh chị. Đó, thì miếng đất này thì Phú thấy cũng rất là thích hợp, mà giá thì nó cũng mềm nữa. Đó, thì có thể là mình mua miếng đất này mình ở, mình trồng cây hoặc là mình đầu tư. Đó, rồi sống giờ thì Phú cũng đã quay chia sẻ đến cô bác anh chị mình một miếng đất ở xã Phú Hưng thuộc thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Phú cũng xin phép dừng video tại đây ha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video ha. Xin chào và hẹn gặp lại.